Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hiêu Tinh Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày chúng ta vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Và đề tài thứ hai lại liên quan tới cái nền chính trị tại Hoa Kỳ và sự trả thù giả man của đảng Dân Chủ. Tại sao tôi gọi là cuộc trả thù giả man quý vị? Hai tuần lễ, hơn hai tuần lễ rồi, kể từ ngày 3 tây tháng 2. Thì quý vị, chúng ta đã phải đối diện với một cái việc rất là khó khăn cho những cư dân ở tại Northford, Ohio gọi là East Palestine. Nơi đây đã có một cái cuộc lật một chiếc tàu ở một chiếc xe lửa bị trật đường ray, khiến cho 50 cái toa ở trên cái chiếc xe lửa này đã bị đổ chất hóa chất xuống và nó đã phát nổ và bốc cháy trong nhiều ngày và đang có cái nguy cơ là việc ô nhiễm môi trường cũng như là xâm cái chất hóa chất này nó ngấm vào lòng đất và nó có thể ảnh hưởng tới cái nguồn nước sử dụng từ của người dân tại đây x Palestine là nơi đang có khoảng gần 5.000 cư dân sinh sống và ngay tại cái khu vực mà được xem là bị lật xe lửa và có sự những cái tiếng nổ và nó kéo dài trong mấy ngày đó quý vị thì nơi đây có khoảng một ngàn rưỡi cư dân đang sinh sống Ok quý vị và kể từ khi mà nó trật đường rầy xe lửa từ ngày 3 tây tháng 2 cho tới bây giờ, chính quyền của Joe Biden đã không làm một điều gì ngoại trừ cú điện thoại nói chuyện với vị thống đốc của tiểu bang Ohio. Gần như là chính quyền Joe Biden không làm một điều gì, kể cả những cái nơi được quan trọng ngoại trừ. Ngoại trừ Bộ Y tế đã gửi một số những thanh sát viên của họ xuống để giám sát nguồn nước cũng như tất cả những cái uh, liên quan tới cái an toàn sức khỏe công cộng cơ quan FEMA hay là cái uh, bộ giao thông vận tải mà dưới quyền của ông Pete Pietgi gần như là dậm chân tại chỗ và không muốn nhắc tới chuyện này luôn. Quý vị, tại sao lại có tình trạng này? Thì bây giờ chúng ta đi bản tin trước đi, rồi tôi sẽ cho quý vị thấy là cái sự trả thù chính trị rất dã man của Đảng dân chủ. Quý vị, ở trên bản tin tờ Newsweek cho thấy là cơ quan FEMA tức là cái cơ quan cứu trợ khẩn cấp liên bang đã phản ứng thế nào với việc của Ohio trong việc mà nỗ lực giải thích về cái tình trạng mà trật đường đầy xe lửa gây ra chất độc. Thì quý vị, thống đốc của tiểu bang này là ông Mike DeWine, là vốn là người của Đảng Cộng Hòa, đã nhận được cái câu trả lời chính thức của Federal Emergency Management Agency, tức là cơ quan FEMA, để hỗ trợ cho những cái thảm họa đằng sau cái tai nạn này. Và cuối cùng, ông ta nhận được câu trả lời như thế nào quý vị? Ông ta nhận được câu trả lời là cái uh, cơ quan FEMA nói rằng uh, tiểu bang này không có đủ qualify để mà nhận tất cả những cái sự hỗ trợ của cơ quan FEMA. Ở đây thì cho cho quý vị thấy cái câu trả lời của cơ quan FEMA. Cơ quan FEMA đã cho người tới và họ nói rằng là uh, theo tương trình của tờ New York Times thì uh, họ nói rằng là uh, một phần tuy nhiên cái khu vực ở phía North Fort này đó thì phải trả tiền cho việc uh, clean up. Ok quý vị. Ohio họ nói là Ohio không có qualify để được FEMA hỗ trợ một phần trong việc mà dọn dẹp môi trường tại đây và cơ quan FEMA đồng thời cũng nói rằng là khu vực của phía đông của Palestine không đủ điều kiện để nhận sự hỗ trợ bởi vì thiếu việc thiệt hại về tài sản và sau cái trận này đây là một trong những cái lời phát biểu của chính thức của cơ quan FEMA trong khi đó, viên chức tòa bạch ốc nói với đài truyền hình Fox vào ngày thứ ra, sáng ngày thứ sáu, họ bảo vệ cho quyết định của FEMA và họ nói rằng đây là một trong những cái để hỗ trợ cho cộng đồng. Bên cạnh đó, quý vị, bên cạnh đó thì cái bản tin mà tôi biết được là từ cái tờ Guardian, một tờ báo tại Anh, nó cũng nói là quý chúng tôi cần câu trả lời tại sao lại có tình trạng mà thiếu cái niềm tin với lại cái guồng máy của chính quyền liên bang. We just need the answer. This grow the Ohio Town After Toxic Trend Derailing, Derailment Tức là họ đòi hỏi một cái câu trả lời là tại sao cư dân ở đây phải đối diện với một cái hậu quả khắc nghiệt nghiệt ngã mà chính quyền của Joe Biden làm lơ. Thì quý vị, trên chương trình đại truyền hình Fox thì chính à, à ông Tucker Tuckerson đã lên tiếng và giải thích lý do tại sao chính quyền Joe Biden không muốn hỗ trợ cho nơi này. Tại vì nơi này có khoảng tổng cộng là khoảng gần 5.000 cư dân cái chỗ mà bị à, bị à, derail á, tức là cái chỗ mà bị chặt đường ray xe lửa có khoảng rưỡi cư dân. Tất cả đều là người da trắng. Và tất cả đều là người đã bỏ phiếu cho ông Trump năm 2020. Quý vị, đó chính là lý do mà chính quyền Joe Biden và kể cả bộ trưởng giao thông vận tải ông Pete Buttigieg cũng chả quan tâm tới. Rồi cái bộ môi trường gửi các thanh sát phiên tới thì bây giờ họ nói rằng là bây giờ tình trạng an toàn cư dân có thể quay trở về nhà, trong khi những cư dân này nói rằng họ vẫn ngửi được cái mùi chất độc và cái hóa chất ở trong bầu không khí. Nhưng mà Peter G và kể cả cái cơ quan quản trị về môi trường nữa quý vị, an toàn môi trường đó. Họ vẫn tuyên bố rằng Ô an toàn rồi trở về nhà đi. Trong khi những người cư dân nói họ vẫn ngửi được cái mùi hóa chất ở trong cái bầu không khí. Quý vị có thấy giả man chưa? chỉ vì những cư dân ở đây bỏ phiếu cho ông Trump. Quý vị, việc trả thù chính trị là chuyện bình thường trong cái xã hội chính trị Hoa Kỳ. Ví dụ, tôi lấy ví dụ, cái biến cố ngày 6 tây tháng Giêng năm 2020, thì cả một cái quốc hội đã trả thù nhắm vào tất cả những người đến biểu tình và xông vào tòa nhà quốc hội. Thì quý vị, họ đã đem những người này ra, họ kết án tù. Họ cho rằng là bạo động, trong khi đó black lives matter và antifa bạo động đốt phá và phá hoại tất cả những tài sản của liên bang họ chăm trước và họ không truy tố trong khi ngược lại những người xông vào tòa nhà quốc hội á thì họ lập thủ tục truy tố có người ở tới mấy năm tù và thậm chí cái cô nữ hải quân chết ở trong cái vụ này á thì quý vị họ cũng lơ luôn họ không điều tra thì Tôi cho rằng, ok, cuộc trả thù chính trị này bởi vì những người này trực tiếp can dự vào trong cái biến cố ngày 6 tây tháng 1, mình thấy hữu lý. Hay là, hay là ông Trump trong 4 năm cầm quyền, ông đã áp dụng chính sách cứng rắn, chấn hưng quốc gia. Thì trong những chính sách cứng rắn đó đã khiến cho những thành phần cực tả hay là những thành phần mà được xem là tội phạm hay những thành phần à, được xem là dễ nổi loạn, nó phản ứng. Cho nên khi mà ông vừa hết nhiệm kỳ, nó thúc đẩy một cái áp lực chính trị mở ra một cái quỹ ban đặc trách điều tra ngày 6 Tây tháng Giêng để tìm cách gọi là truy tố ông Trump hay là tìm cách trả thù lên người của ông Trump. Thì mình cũng cứ một cách gọi là, tôi gọi là một cách công bằng đi. Ông Trump đã có những chính sách cắt gao với họ. Thì bây giờ họ phản ứng ngược lại, họ trả thù bằng cách họ lập ra một cái quỹ ban đó để trả thù ông Trump. Thì mình còn thấy ok, cái này là cái cuộc gọi là đấm đá chính trị đi đúng không quý vị đấm đá chính trị đi chúng ta coi đó là một cái chuyện gọi là bình thường trong cái xã hội hoa kỳ nhưng bây giờ những người dân này là những người dân bình thường năm ngàn người dân gần năm ngàn người dân sống ở East Palestine là những người dân rất bình thường và họ là người mỹ và cái cộng đồng này hầu hết là cộng đồng người da trắng và họ bỏ phiếu cho ông Trump. Bây giờ một cái trò trả thù chính trị rất giả man nhắm vào những người dân vô tội. Quý vị, thứ nhất, ở trong đây có những trong 5.000 người dân này, quý vị biết là có những trẻ em. Nó phải hít cái không khí được xem là ô nhiễm. Cái nguồn nước sử dụng ở dưới có thể sẽ bị ô nhiễm. Và quý vị, họ phải dời nhà đi chỗ khác ở. Họ phải đi thuê khách sạn ở để họ không thể về nhà được, họ không thể về nhà được. Bây giờ đương nhiên có những cái vụ kiện nhắm vào cái công ty à, về vận tải. Nhưng vụ kiện đó có thể kéo dài 5 năm, 7 năm. Và có thể lâu hơn nữa. Trong khi cái hỗ trợ trước mắt dành cho họ, cuộc sống họ đã không trở thành bình thường được rồi. Họ chỉ là những người dân bình thường thôi. Mà bây giờ cuộc sống họ đã không còn bình thường được rồi. Nhà cửa bây giờ không dám về rồi quý vị đáng lý là phải ban cái tình trạng khẩn cấp ở khu vực này thống đốc của tiểu bang là ông đờ quyên ông đờ ông đã lên tiếng và yêu cầu FEMA là ban hành tình trạng khẩn cấp để mà giúp đỡ cho người dân ở đây vượt qua khó khăn họ từ chối họ nói ê cái anh không có đủ điều kiện cái việc clean up là do bên phía của north Ford làm còn cái việc mà họ thiệt hại thì đâu có thiệt hại tài sản gì đâu Tài sản đâu bị thiệt hại gì đâu Lắc Thiếu Cho nên không có giúp gì được hết Quý vị Nếu trường hợp này không phải xảy ra Tại Ohio và East Palatine Mà nó xảy ra tại California Hay tại New York Hay tại San Francisco Thì quý vị nghĩ là lúc đó FEMA sẽ làm gì Báo động khẩn cấp Tất cả truyền thông khắp nước Làm giống như là sắp sửa Sắp cả cái xăng phân luôn Để đổ tiền về xăng phân trong khi những người cư dân này không được gì hết. Bây giờ cái công ty rail, cái công ty cái công ty mà về xe vận tải đó, họ nói họ sẽ tặng cho mỗi một người cư dân 1.000 đô la. Quý vị, gây ra một cái thảm họa lớn như vậy. 1.000 đô la làm được cái gì? Giữa lúc vật giá đang cao. Còn phía chính quyền của ông The thì đã hỗ trợ một phần cho người dân nhưng ngân sách tiểu bang người ta có hạn cái này là thuộc thẩm quyền của liên bang tại vì cái hệ thống đi xe lửa này nó chạy khắp cả xuyên các tiểu bang nó thuộc quyền quản trị của liên bang thì big peter g lên nói một câu ơi một năm ở nước mỹ này á đi reo cả ngàn vụ cả trăm vụ bỏ mặt luôn big peter g là bộ trưởng bộ giao thông vận tải rồi quý vị phi từ chối luôn thì những người dân này họ sống làm sao đây? Một sự trả thù chính trị rất giả mang. Những người dân này là những người dân vô tội. Họ có quyền chọn bầu cho ai mà. Bây giờ chỉ vì họ bỏ phiếu cho ông Trump và cho J.D.Van bây giờ họ bị trả thù một cách giả mang. Thiếu sự hỗ trợ toàn bộ của chính quyền liên bang. Quý vị, nếu như ông Trump dùng chính sách cứng rắn với họ để chấn hương quốc gia họ cảm thấy họ bị thiệt hại họ quay lại họ mở một cái phiên tòa nhân dân để họ xử ổng thì mình còn thấy make sen chút xíu tức là mình còn thấy ok hợp lý ông trầm cứng với anh bây giờ anh chơi lại còn những người dân này họ là những người dân vô tội trong khi quý vị giữa lúc mà phi ma từ chối không hỗ trợ cho những người dân ở đây Joe Biden bay qua bên Ba Lan tới Kiev và cam kết cung cấp thêm 500 triệu Mỹ Kim hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Còn người dân mình ở đây thì bỏ mặt luôn. Quý vị cho tôi biết cái chính quyền này là chính quyền gì đây quý vị. Họ bỏ mặt gần 5.000 người dân ở đây. Để họ trích ra 500 triệu Mỹ Kim hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Trong khi đó 500 triệu này nếu giúp cho 5.000 người dân ở đây thì ra sao quý vị? Bây giờ quý vị, có nhà không thể về. Bây giờ tiền trả khách sạn ai trả? Tại vì họ được định di tản. Bây giờ đó, sợ phải tốn tiền trả tiền khách sạn cho những người dân này. Thì quý vị, cái bộ đặc trách về môi trường ra thông báo Ô, oh, an toàn rồi, quý vị có thể về nhà. Trong khi những người dân này nói chúng tôi vẫn nghe cái mùi cái mùi của những hóa chất đó mà những hóa chất này là những hóa chất độc hại chúng tôi vẫn nghe cái mùi mà nó nói là an toàn tại vì nó không muốn chi tiền cho những người này ở khách sạn và phải chăm sóc y tế rồi phải tốn tiền ăn tốn đủ thứ hết trong khi nó chi 500 triệu mỹ kim cho phía ukraine rồi chưa kể là cả trăm triệu mỹ kim chi cho cái đám di dân bất hợp pháp từ bên ngoài vào Mướn khách sạn 3 sao cho ở Còn mua cần sao cho nó hút Quý vị Quý vị nhìn thấy Cái chính quyền này nó kỳ cục không Nó kỳ cục tới mức độ Độ mà chúng ta không thể chấp nhận được không Tờ Newsweek Là cái tờ báo cánh tả đó Tờ Guardian Túng cũng là tờ báo cánh tả đó Mà nó còn chịu không nổi Nó lên tiếng đăng tất cả những cái tin lại lên tiếng rất rõ ràng, FEMA cơ quan cứu trợ khẩn cấp liên bang đóng cánh cửa với người dân Ohio nói rằng bởi vì không có đủ và chứng minh thiệt hại không cần trong khi cuộc sống mỗi ngày của người ta phải đưa con đi học phải đi làm bây giờ tất cả bị ảnh hưởng hết Nó nói ô không có thấy thiệt hại tài sản gì hết khỏi đền khỏi giúp Nếu trường hợp này xảy ra ở San Francisco, xảy ra ở New York, thì quý vị nghĩ nó như thế nào? Hay xảy ra tại Chicago hay Los Angeles? Quý vị, tôi không nói là cả trăm triệu, cả tỷ Mỹ Kim nó đổ vô luôn. Bởi vì sao quý vị? Ảnh hưởng những tên dân cử ở địa phương đây. Còn cái này nó dùng cái này đó quý vị. Thứ nhất là trả thù chính trị với cái khối dân này. Thứ hai, nó tìm cách discredit ông thống đốc và thượng nghị sĩ ở đây. Tại vì ông thống đốc là đảng Cộng Hòa. Rồi thượng nghị sĩ ông Jerry cũng vừa đắc cử xong. Nó dùng để nó discredit, tức là ê, chuyện xảy ra ở Đi Hạt quý vị, quý vị không lo. Rồi cái người dân họ quay ra họ trách ai? Họ trách ông thống đốc, họ trách ông thượng nghị sĩ. Rồi cái lần sau cái sẽ bỏ phiếu cho đại dân chủ. Quý vị, một cái đoàn trả thù chính trị và âm mưu chính trị rất giả man đối với những người dân rất bình thường đối với những người dân rất bình thường ở họ là những người dân họ chỉ là những người da trắng bây giờ họ bị phân biệt đối xử như vậy rồi họ cũng chỉ là những người bỏ phiếu cho ông Trump trong cái cuộc bầu cử năm 2020 thôi. Bây giờ họ bị đối xử nghiệt ngã. Thì quý vị thấy sự trả thù này giả mang chưa? Tôi đã nói là đây là sự trả thù chính trị. Nếu như mà thật sự cái chuyện này nó xảy ra quý vị ngày 3 tây tháng 2, hôm nay là ngày 20 tây rồi, hơn 2 tuần lễ rồi. Nothing happened. Và nó sẽ kéo dài và đời sống người dân ở đây sẽ như thế nào? Hơn 2 tuần lễ rồi quý vị. Trong khi á California vừa bùng cháy rừng một cái, lập tức ngày hôm trước ngày hôm sau là ban lệnh khẩn cấp uh, liên bang đưa FEMA tới hỗ trợ. Bum, bum 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 cả tỷ mỹ kim quý vị đây chính là cái lối phân biệt đối xử của đảng dân chủ họ sẵn sàng trả thù chính trị với những ai mà họ coi là khác biệt với họ tôi nói là khác biệt thôi tôi chưa nói là đối thủ chính trị nha đối thủ chính trị thì tôi không nói làm gì những người dân này chỉ vì họ bỏ phiếu không bỏ phiếu cho Joe Biden họ bỏ phiếu cho ông Trump thôi họ bị trả thù chính trị trả thù một cách rất giả mạng đem sinh mạng của họ và con cái của họ trở thành một cái uh, buộc họ phải chọn. cái này nó tương tự giống như ở Georgia cái hôm rồi tôi qua đó quý vị ở từ ở ngay tại Atlanta đó, cộng đồng bên đó lúc trước đang dự tính xin một miếng đất của thành phố Atlanta để mà làm một cái uh, khuôn viên để mà xây một cái tượng đài của uh, cộng đồng người Việt dành cho những chiến sĩ của Hoa Kỳ và đồng minh cũng như là người Việt, những cựu quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến Việt Nam. Thì cái vị, đang giữa chừng đến lúc mà sau năm 2020 xong đó, nó đưa ra nguyên một cái hội đồng thành phố, nó nói, tại vì cộng đồng tụi bay không giúp cho đảng nhân Chủ, chúng ta không cho một cái gì hết. Tại vì quý vị, khu vực đó là đảng nhân Chủ. Nó không vote, nó không muốn giúp một cái gì cho cộng đồng hết. Quý vị, Quý vị nghe có duyên không? Tại vì tụi bay không bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ. Trong khi nó quản trị cả một thành phố nhiều sắc dân khác nhau, nhiều khuynh hướng chính trị khác nhau. Quý vị thấy chưa? Nếu mà nói một cách công bằng, ai là những kẻ phân biệt đối xử? Và ai là những kẻ luôn có cái mục tiêu trả thù chính trị? Quý vị thấy, ở trên đây không? ông 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 gì? Ông Kevin McCarthy không? Khi mà tất cả những người dân ở đây và kể cả những dân cử Họ rất bực mình cái việc cái thái độ làm việc của ông Mayokas là bộ trưởng an ninh nội địa Để cho 5.4 triệu người tràn vào Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp trong vòng 2 năm qua Họ đòi đàn hạch với ông này về cái thái độ thiếu trách nhiệm ở biên giới Kevin McCarthy, chủ tịch của Hạ viện, bây giờ đó, ông nói no, ông nói no. nếu đàn hạch vì, vì động cơ chính trị. Ông không muốn. Ông không muốn đàn hạch vì động cơ chính trị. Quý vị thấy chưa? Cái phân biệt rõ ràng lắm. Bây giờ quý vị đem cái chuyện của ông Trump ra. Một cú điện thoại với ông Zelensky, tổng thống của Ukraine thôi. Đảng Dân Chủ thúc đẩy một cuộc đàn hạch với ông Trump. Trong khi bây giờ người ta phanh phui ra Hunter Biden có mối quan hệ rất mật thiết với Boris Ma trong lúc ông ta là thành viên hội đồng quản trị, mức lương 50.000 một tháng. Và lúc đó, thân phụ của ông ta là phó tổng thống, nắm ngân sách 1 tỷ Mỹ Kim tài trợ cho Ukraine. Quý vị, thì quý vị không có đàn hạch được, vẫn vẫn chưa đạt hạch được đâu, cho nên đám dân chủ, đám Cộng hòa không đàn hạch. Mặc dù bây giờ đã có bằng chứng so với cú điện thoại của ông Trump, ổng chỉ yêu cầu điều tra tham nhũng thôi mà nó lấy lý do là bức hại à, đối thủ chính trị Joe Biden cho nên nó lập thủ tục đàn hạch còn bây giờ lòi ra bây giờ lòi ra đủ thứ ở trong cái laptop hết đó thì quý vị đảng cộng hòa vẫn không thể làm được cái vấn đề đàn hạch thì cứ phải thấy rõ ràng một bên họ đứng trên cái việc họ nhìn thẳng vào sự kiện để họ đánh giá cái nào là chính trị cái nào là phạm tội và gây bất lợi cho người dân. Một bên nó chỉ cần lợi dụng bất kỳ một yếu tố nào, nó cũng biến thành một cái chính trị để nó nhét vô hết. Quý vị thấy đó, tới ngày hôm nay rồi, mặc dù Hạ viện mở những cuộc, mở những cuộc điều tra và tìm hiểu, nhưng mà họ vẫn theo cái tiến trình, họ không lợi dụng. Trong khi nó lập cái quỹ ban ngày 6 tây tháng Giêng, ai nó cũng mời hết luôn thượng nghị sĩ chỉ có phát biểu vài câu nó cũng mời lên điều trần để nó làm cái đoàn chính trị nó tấn công vào ông trump trả thù chính trị với ông trump trong khi đó quý vị bên đảng cộng hòa ngày hôm nay quý vị có thấy là họ có mời một nhân vật nào của đảng dân chủ lên chưa không có thì quý vị nhìn thấy hai đảng ở hoa kỳ đảng nào làm việc với tinh thần đảng phái và sẵn sàng trả tù chính trị và sẵn sàng bất chấp sinh mạng của người khác. Còn đảng nào có những quy tắc không vượt qua được mặc dù họ rất muốn có vị nghĩ rằng là tất cả thành viên ở trong đảng cộng hòa đều đều không muốn đàn hạch đó. họ muốn đàn hạch Joe Biden đó. Nhưng mà họ có những quy tắc không vượt qua được. Họ có những quy tắc không vượt qua được để đàn hạch thì quý vị thấy rằng ngay cả Mayocast kẻ chịu trách nhiệm cho 5.4 triệu di dân bất hợp pháp tràn vào Hoa Kỳ trong 2 năm qua. Mà Kevin McCarthy nói, nếu đàn hạch theo chiều hướng động cơ chính trị, ông chấm dứt ngay, ông không cho đàn hạch. Tại vì ông là chủ tịch Hạ Viện mà. Mặc dù Andy Bick đẩy vô mà Andy Bick là dân biểu ở ở Arizona, nơi đang đối diện với lại lượng di dân bất hợp pháp mỗi ngày. Thì quý vị thấy, đảng Cộng Hòa họ có những quy tắc không vượt qua được. Họ không trả thù chính trị hàng hạ. Họ không trả thù chính trị hàng hạ giống như đảng Dân Chủ. Họ nhắm vào cái quyền lợi của người dân. Họ nhắm vào cái quyền lợi của quốc gia. Còn bây giờ quý vị, qua cái sự kiện của cái vị mà cái 50 toa xe mà bị chất độc này đổ ở Ohio cho tới ngày hôm nay ba tay nó xảy ra. Hôm nay 20 tây rồi quý vị, 17 ngày rồi. Người dân chưa được sự hỗ trợ bất cứ một cái gì từ cơ quan FEMA, Ngay cả cái đám mà quản trị trong cái cơ quan bảo vệ môi trường. Nó nổ lớn như vậy, chất độc nó lan ra như vậy. Bầu không khí đang bị như vậy. Mà nó tuyên bố bây giờ an toàn rồi về ở đi. Quý vị có thấy chưa? Nó chính trị hóa tất cả mọi thứ. Bất Kể đây là sinh mạng Rồi mấy đứa nhỏ nó về đó Nó hít mấy cái đó, hóa chất đó vô rồi Và mai này nó kiện ai đây Mai này nó đổ, đủ thứ bệnh trong người Thì nó kiện ai đây Chưa kể cái nguồn nước ở dưới Có thể là sẽ bị nhiễm độc Quý vị Trả thù chính trị Mà nhắm luôn cả người dân thường dân vô tội Thì quý vị nghĩ mình có làm nổi không bản thân quý vị có làm nổi không không bản thân tôi cũng không thể nào vì những cái thù ghét người ta không bỏ phiếu cho mình bỏ phiếu cho đối thủ của mình mà bây giờ trả thù một cách giả mang như vậy quý vị đây chính là một trong những cái mà cho quý vị phân biệt được điều hành quốc gia mà điều hành với cái tinh thần thủ lợi và thủ lợi cho phe nhóm của mình sẵn sàng đáp trả và sẵn sàng gọi là có những cái biện cái hành động gọi là lợi dụng luật pháp, lợi dụng quyền lực để mà trả thù đối với những người mà không có chung chí hướng với mình, không cùng một cái ý tưởng chính trị với mình. Thì quý vị biết là đảng nào làm việc cho đất nước và đảng nào chỉ dùng cái chính trị như một thứ vũ khí để bảo vệ quyền lợi của họ và bảo vệ cho cái tư thế của họ, bảo vệ cho cái ghế của họ thôi lần này tôi nghĩ rằng dân Mỹ sẽ sáng mắt hơn. Bất kể những người mà bên đảng Dân Chủ. Đó quý vị thấy tờ Newsweek là một tờ báo cánh tả. Tờ Guardian của anh cũng là tờ báo cánh tả. Mà họ còn chịu không nổi, họ phải lên tiếng. Thì quý vị thấy được cái sự bất mãn của người dân về cái thái độ phân biệt đối xử của chính quyền Joe Biden. Và trả thù chính trị bất kể sinh mạng người khác. Bây giờ lỡ năm một ngàn rưỡi người này mà có ai đó mà có ai đó sức khỏe yếu kém chỉ vì cái chất độc này khiến cho họ qua đời thì như thế nào quý vị một ngàn rưỡi người này cũng có những người lớn tuổi bảy tám tuổi bây giờ sức khỏe của họ yếu kém bây giờ hết mấy cái chất độc này vô nó tác động thêm trong cơ thể của họ rồi là họ qua đời thì như thế nào quý vị lúc đó cái lửa tức giận của người dân nó sẽ càng tràn lên nữa. Và cái này quý vị cho cho quý vị thấy rõ ràng. Cho quý vị thấy rõ ràng. Nền chính trị cánh tả. Và cái ý thức hệ chính trị cánh tả. Lúc nào nó cũng nói sự bình đẳng. Lúc nào nó cũng đòi sự công bằng. Nhưng bây giờ quý vị nhìn thấy nó mượn danh nghĩa bình đẳng và công bằng như thế nào. Khi nó phân biệt đối xử. Và điều này nó xảy ra rất rõ ràng. Chỉ vì cộng đồng này chỉ là là gần như một ngàn rưỡi người này và gần 5.000 người ở East Palestine này là người da trắng. Là người da trắng quý vị. Và nó bây giờ nó muốn dùng cái thủ đoạn này nó ép. Đây chính là cái trò tôi gọi là rất giả dạ man Nó cuối cùng quý vị, người chịu trách nhiệm sau cùng chính là ông thống đốc tiểu bang. Mike DeWine. Ông là thống đốc. Thì nó tìm cách nó discredit ông. Tức là nó làm mất uy tín của ông nó làm triệt hạ uy tín của ông quý vị trò trả thù chính trị này quý vị nhìn thấy qua nhân vật Cuomo chưa thống đốc tiểu bang New York chưa ông này là nổi tiếng tấn công ông Trump mà nhưng mà khi thành phố New York xảy ra tai họa đích thân ông Trump gọi cho Cuomo để yêu cầu cơ quan FEMA hỗ trợ cho New York Cuomo chỉ có một lời cảm ơn thôi là cảm ơn Tổng thống Trump đã giúp cho người dân ở New York thôi. Quý vị, nó kéo một cái cái cuộc trả thù nhắm vào Cuomo. Cuối cùng, Cuomo bị kiện về các cái tội sách nhiễu tình dục, tấn công tình dục. Em trai Cuomo, Chris Cuomo, bị đuổi khỏi đài CNN. Quý vị, nhìn là chúng ta thấy rõ. Bất kỳ một ai nói tốt cho ông Trump đều bị nó trả thù hết đều mới bị nó nghĩ cách tẩy chay trừng phạt. Để cho quý vị so sánh nền chính trị của Hoa Kỳ, để quý vị thấy được rõ ràng ai làm việc cho đất nước, ai làm việc cho người dân và những kẻ nào lợi dụng chính trị để duy trì và bảo vệ cho quyền lợi của nhóm, cho phe nhóm của họ. Quý vị tự hiểu Ok quý vị, đó là cái bài phân tích thiêu tinh nhật ký phần 2 của Phong liên quan tới vụ lật toa xe lửa chất độc ở Ohio dẫn tới sự trả thù chính trị giả mang của đảng Dân Chủ như thế nào. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào khán thính giả, chúng ta gặp lại sau. Bye bye.